Ngày hôm nay 27 tháng 7, U16 Việt Nam phải vượt qua thử thách quan trọng đầu tiên mang tên U16 Indonesia, đối thủ rất kỳ dơ với Việt Nam ở các giải trẻ trong nhiều năm trở lại đây. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Bất chấp sự đi xuống của đội tuyển quốc gia, Indonesia những năm gần đây đang rất thành công khi xây dựng hệ thống các đội tuyển bóng đá trẻ đi chinh chiến ở các giải cấp khu vực và châu lục. Tại các giải khu vực Đông Nam Á 2018, hai đội tuyển trẻ của Việt Nam là U16 và U19 đã từng bị loại khỏi vòng bảng khi không thể vượt qua chướng ngại vật mang tên Indonesia. Tại vòng chung kết U16 châu Á 2018, đại diện Việt Nam một lần nữa không thể thắng Indonesia trước khi dừng bước ở vòng bảng. Năm 2019, định mệnh đã đưa Việt Nam gặp lại đối thủ đầy duyên nợ là Indonesia ở bảng A giải U15 Đông Nam Á 2019. Trận đấu giữa U16 Việt Nam U16 Indonesia cũng là trận mở màn của giải đấu năm nay trên đất Thái. Trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải, huấn luyện viên trưởng đội U16 Việt Nam ông Đinh Thế Nam khẳng định mục tiêu của ông và các học trò là luôn nỗ lực phấn đấu để vô địch. Nhưng để làm được điều đó, U16 Việt Nam phải nỗ lực qua từng trận đấu, đặc biệt là trước đối thủ đáng gờm mang tên Indonesia. Bất cứ huấn luyện viên nào khi dẫn dắt đội tuyển tham dự một giải đấu cũng đều mong muốn giành được ngôi vô địch. Tôi cũng thế. Tất nhiên, trong bóng đá khó có thể nói trước điều gì và kết quả thi đấu còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả yếu tố may mắn nữa. Nhưng có điều chắc chắn là đội tuyển U16 Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết mình, ông Đinh Thế Nam nói. Ngoài Indonesia, U16 Việt Nam nằm chung bảng với Myanmar, Singapore, Philippines và Đông Timor. Các trận đấu còn lại của bảng A cũng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, muộn nhất là trận đấu giữa Myanmar với Singapore lúc 18 giờ.